Xin chào tất cả các bạn. Đây là một dàn siêu xe cơn lốc màu da cam có tên là Angui EP2 Pro. Hôm nay thì bên mình có một đơn đặt hàng rất đặc biệt đến từ công ty Brand Travel Việt Nam, 62 hàng buồng. Một công ty mà chuyên phục vụ những vị khách du lịch đến từ châu Âu. Và hôm nay thì rất là đặc biệt khi phục vụ một đoàn khách đến từ Hà Lan. Và người ta yêu cầu thì có 5 chiếc xe màu da cam. Và tất nhiên rồi, màu da cam thì chỉ có trên Angui, Angui EP2 Pro phiên bản 750W. Mỗi lần sạc pin đi được 100-120 km và động cơ 750W, đáp ứng được nhu cầu của những vị khách Tây, đúng không ạ? Những vị khách Tây rất là thích đi dạo ở thủ đô Hà Nội. Bên công ty Brand Việt Nam đã lựa chọn EP2 Pro. Và cửa hàng chúng tôi là xe đạp điện trợ lực.vn đã cung cấp đủ 5 chiếc xe Angui EP2 Pro. Với động cơ mạnh mẽ và có một thiết kế rất là đẹp, cùng với tốc độ lên tới 48 km/h, thì hy vọng là các vị khách đến từ Hà Lan sẽ rất thích những cái chiếc xe có màu da cam, đúng nghĩa với là gọi là cơn lốc màu da cam, đúng không ạ? Ok, cửa hàng xe đạp điện trợ lực 109 Trần Duy Hưng, và ở Sài Gòn là 243/34 đường Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và rất mong các công ty du lịch phục vụ các vị khách mà đến với Việt Nam, đến với thủ đô Hà Nội, đến với thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đi những chiếc xe đạp điện trợ lực rất hay và rất đẹp như EP2 Pro hay là các dòng Angui bên mình đang phân phối, đúng không ạ? Ok, cảm ơn các bạn.